Hello, xin chào bạn. Chào bạn. Chào mừng bạn đã trở lại với kênh Phải. Ngày hôm nay, mấy em mình sẽ quay lại cái series mà được rất là nhiều bạn yêu thích và yêu cầu trong tuần vừa qua. Đó chính là series nấu ăn nha các bạn. Đây nhã. Con mấy đổi series được không? Chứ mỗi lần nấu ăn á, dọn ra nó cực rồi. Mà chế biến xong dọn vô cực lắm. Dọn dẹp cực lắm mày ơi. Mà nó đúng rồi đó. Bây giờ mày muốn ăn gì tao đi mua cho mày ăn chứ làm series này làm chi. Tao nói mày nghe nha. Nếu mà tao muốn ăn á là tao tự đi mua chứ tao không kêu anh em làm đâu. Mình phải tự làm để mình thưởng thức cái hương vị mình làm ra nó như thế nào, hiểu không? Mà làm nó cực lắm mày ơi. Cực là cực sao? Hôm nay tôi vừa nghĩ ra một cái món làm đơn giản, ăn ngon, không cầu kỳ. Món gì mày? Hồi bữa ăn mắm mực chấm với mít đó nhớ không? Dạ. Còn dư nguyên gỗ mít luôn. Cái tôi đem vô tủ lạnh tôi để. Và bỏ thì cũng phí, cho nên là quyết định là sử dụng nó làm một cái món xôi mít cho anh em ăn. Cái món xôi mít hả anh em? Cái này tôi biết nè. Sao anh Hành? Thì gần tháng 7 á, mẹ ta hay mua xôi về, mẹ ta đem ra đường cúng á. Ủa? Nó có liên quan gì không anh em? Không luôn. Tính ra cái món xôi của mẹ anh đem ra đường cúng là người ta cúng cô hồn. Còn ở đây tụi em đâu cúng giờ, tụi em làm ăn mà. Gì vậy anh? Gì vậy? Trời ơi, tưởng không mình biết mà nấu xôi cái mà mình mang ra mà đường mình cúng á. Làm ta ăn cái cúng gì? Gì trời? Ê mà bình thường tôi nghe món xôi gất, xôi gà, xôi xài chứ có bao giờ nghe món xôi mít đâu nhỉ? Đúng rồi. Ăn này không khéo là đi mấy ngày mấy đêm đó nha. Không có đi đâu, tại vì tôi đã nghiên cứu kỹ rồi. Món này bình thường. Món này mà nó lạ. Lần đầu tiên nghe luôn á. Bây giờ tôi hỏi bà nha, mình là nhà sáng tạo đúng không? Ừ. Thì mình phải sáng tạo ra một cái món gì đó độc và lạ để cho các bạn thích thú, các bạn mới vô xem. Độc lạ. Chứ không lẽ bây giờ bà làm xôi gất, xôi gà rồi nó có dễ không? Dễ. Đó chắc mấy bạn cũng không thích coi đâu. Ừ thì bởi phải làm ra một cái món gì đó khác biệt. Nhưng mà rồi. Không có nghiên cứu là có ăn được không mà có đi không nữa. Nghiên cứu kỹ rồi, không đi. Kỹ, tụi nó mới cho anh em ăn. Anh thấy món này hơi nặng bụng quá. Sao anh? Ủa lộn sao anh? Tại mít nó đã nặng bụng rồi, ăn xôi vô cái nữa thì nó cũng nặng bụng nữa. Nó mới nò, không rõ đó. Có mắm mực không mày? Hả? Còn mắm mực không? Tao định lấy mực á trộn vô đó làm luôn á. Thôi thôi, được rồi. Rồi, sao? Quay lại chủ đề chính nè. Có đồng ý làm cái món đó không? Có. Xôi mít. À có. Rồi, thử đi. Có gì nhẹ vậy hả? Có. Ừ. Rồi nha. Okay. Nếu đã đồng ý thì bây giờ không để bạn cho lâu nữa. Let's go đi. Let's chuẩn bị. Go. Đây nhé bạn. Đây là nguyên liệu để mình tạo ra một cái món xôi mít. Thành phần không thể thiếu đó chính là nếp nha. Để một hồi mình nấu xôi. Đừng bóp nhiều. Đây là dừa nạo để một hồi mình rắc lên miếng xôi. Mình rắc lên ăn cho nó ngon. Và cái không thể thiếu nó nữa, mít chính đâu? Là mít đốc gì mày? Dột ngọng. Này là mít nha bạn, hồi bữa ăn còn mít đốc. Cái này là đậu phộng để một hồi mình rang lên xong cái mình đập nhuyễn mình rưới lên ăn. Cái không thể thiếu nữa đó chính là cô dâu. Mày làm gì vậy? Cô dâu vui không? Vui. Biết giống gì không? Giống cô dâu chứ giống gì? Giống mấy quả phụ mà chết mà đội tang á. Đội khăn trắng á. Mày nghĩ tao cái khăn trắng bắt rồi mày đội lên đầu mày. Mày chết chưa? Quên rồi. Coi cái khăn nó có ướt không, ngồi ăn xôi ướt nhẹ vậy. Trời ơi. Mày biết nó bị thông thấp rồi à. Mày đừng có mày nữa. Ở đây mình thông báo xin người nữ đừng có nhòi nữa. Nhòi hoặc là nát nếp luôn. Ừ. Mày có nhòi nữa không? Dưới đây được chưa? Cốt. Cốt về rồi. Ủa? Gì? Nãy kêu bức ít thôi mà. Thì anh thấy sợ không đủ á, 5-6 cái nếp lận à, cho nên qua nhà ngắn quất hết cái bụi dưới nhà nó luôn cho lẹ. Cái gì vậy? Dưới tao mới trồng luôn á, bức hết luôn rồi. Em kêu là bức vài miếng đâu mà. Ủa thánh này nhỏ xíu vậy? Trời ơi. Mới trồng đó. Ôi đừng có nói bứng cây nhỏ luôn nha ông nội. Trời ơi, qua là thấy cây gì là quất cây đó hả? Trời ơi, có cỏ trong đây nữa mày. Anh làm chưa rửa nữa. Không sao, vài bữa là mọc mầm lên cây mới thì có khoai. Mầm cái gì? Mày quất một cái còn cái rễ đâu. Không sao đâu. Có muốn có thèm quá thì ra chợ mua dứa về rồi mình lấy nước mình uống. Thôi bỏ đi, hôm nay đầu tư cho cái clip này đặng. Thông cảm đi. Đầu tư hơi nhiều rồi đó. Rồi, bắt tay vô chế biến. Yeah. Bây giờ từ từ, giao nhiệm vụ nha. Okay. Ba bà con gái đi hấp nếp
Thôi để hấp nếp Nam làm cho mấy bạn gái như lục bích. Quên nữa, cái lá dứa này thì mình sẽ lấy nước để mình làm hai màu nhé bạn, một bên là màu xanh và một bên là màu trắng. Okay. Ok. Rồi vậy mấy bạn gái đi rửa này xong rồi đâm lấy nước đi. Ok. Ê, mình giao. Đây. Thôi, để tao phụ mấy bạn gái. Ok, được. Mày con gái mà. Đây. Rồi. Rồi, đâm cái đó với lộn ít. Mấy anh em tôi thì đi hấp. Đi uống cà phê. Còn cái bịch này đưa đây. Cái bịch này là một hồi anh em mình rang lên xong rồi gứa lên nha các bạn. Nó không chụp nha. Gớm lại. Thằng kia đi rang trong phòng. Ôi thật kia anh em. Đi đi. Cầm đi rang cho. Nành với nẻo cao là đi hấp xôi. Ok. Đủ, có vụ thằng cao đi hấp xôi luôn kìa. Để anh Đặng dắt nước cốt dừa cho. Thôi. Cái nước cốt dừa này không được nha. Nó có mùi mặn ở chỗ khó ăn luôn. Mình đi chơi Free Fire nhé vậy. Ok, vô nhiệm vụ. Ê Quang, từ từ không Đặng. Dừng. Cái gì? Ngừng tay xíu đi. Tôi nghĩ là lá dứa này đâm ra nó đã nhiều nước rồi ấy, mà cộng thêm cái mồ hôi tay của ông nữa, tôi nghĩ nhiều nước hơn á. Ông đeo bao tay vô đi rồi hả làm? Hết mấy thằng kia tới bà nữa hay gì vậy? Đôi khi mình sống mình phải chấp nhận sự thật, không hiểu không? Người đây tôi dặm cho ông đi. Đi đeo bao tay vô đi. Bắp ơi, đeo bao tay vô đi nha bắp. Đeo chi? Đeo bao tay vô đi, sống phải chấp nhận sự thật, tay mình bị phong thấp, đi đeo bao tay vô đi. Ủa là sao? Bị bệnh ta đeo bao tay, mình cũng phải đi đeo bao tay hiểu không? Rồi ok hiểu rồi đó. Em đi đeo bao tay vô đi. Để nước nó nhiều nó chảy nè. Nói vậy đi thì cũng chảy. Thì ở nhà quá là nực nha bạn ơi, do là hôm nay cúp điện nha. Nên mình với Hòa sẽ quyết định là sẽ đem cái bó đậu phộng này để ra ngoài đồng để rang cho nó mát nha các bạn. Ok đi Hòa. Rồi hồi sẽ đem về nha. Thì cuối cùng mình với Hòa cũng đã tới địa điểm để rang đậu phộng rồi nha các bạn. Ok bắt đầu rang đậu phộng thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu rang đậu phộng nha các bạn. Đầu tiên đặt bếp lên chảo. Bỏ chảo vào muối. Chưa mày? Nhiều luôn, hết luôn, hết luôn. Ok. Bỏ chảo vào đậu phộng. Bỏ chảo vào đậu phộng. Ê thật, làm gì người ta chạy xe ngang nhìn tao mày hoài mày? Có ngày nào người ta báo công an bắt tao mày không mày? Ừ, mày nói cũng đúng. Nhìn hai đứa mình giống lắm á. Thôi gan lẹ giọt mày ơi. Mấy mình gan xong cái mình xuống tắm luôn mày, cho mát. Mày nhìn cái sông còn miếng nước đâu không tắm. Trời ơi, thôi về đi. Lỡ đi. Ê, chính là mày đứa nào nhắc. Tao có đem đồ nhắc đâu. Hồi nay tao kêu mày đem mà. Mày biết đâu, nãy tao quên rồi. Đi kiếm cái gì lẻ đi nó kiệt. Mày xào đi. Nè lấy mấy lá xài đỏ đi mày ơi. Đâu? Cây nhà lá vườn đi. Đổ vô gỗ. Chín chưa? Chín rồi. Thằng nào cầm gỗ mày cầm gỗ đi. Ây thật. Gì? Tao nghĩ gì nè mày ơi. Nghĩ gì? Giờ mình đừng làm đi. Dù gì trên đây cũng trên cầu mà người ta đi qua đi lại cũng nhiều. Mình làm trên đây chẳng khác nào á. Mình xả ghét xuống dưới. Chứ giờ làm sao? Làm đâu? Đi trên chỗ khác đi. Đi. Tôi chọn chỗ đỉnh không cô? Ổn không? Ổn đó. Mình với Đặng đi cắt lá chuối để hồi lót dưới đít nồi hấp nếp nha các bạn. Cái chỗ này nuôi cá chắc đã lắm. Cái gì? Chỗ này chắc nuôi cá
Vô cắt lá chuối kìa ông nội. Đây nè, đây qua đây. Lá này được nè. Ê, khoan khoan gì? Cái chuối này của ai vậy? Không biết nữa, thấy mặt đó. Không biết là vô chặt ba. Chắc là tự lên đó mày ơi. Phải không? Chắc tự lên đó. Ok, tự lên. Kiếm cái lá nào lành lành á. Kìa, lá đó, hai lá đó đó. Một lá, rồi tiếp tục. Xuống, xuống. Cái lá chuối này hấp cho nó thơm nha các bạn. Nó đã luôn. Được chưa? Nào. Được chưa? Thêm ở đây. Giờ mày đi vô trong kia kìa, mày kiếm mê lá nào bự nhất cho tao. Ok. Chui vô trong đó đó, chui chổng luôn. Chui chổng đó nha. Mình cho bộ, bây giờ mình đi về. Về. Đi về rồi. Cái gì? Chui chổng luôn. Đâu vào đâu, vào đâu. Chui chổng luôn, chui thẳng vô trong lùm đó đó. Không, không, nhảy giữa đó đó. Quay đi. Ừ, đúng rồi, leo lên. Leo lên. Tuột. Hả? Dướng rồi, dướng rồi. Dướng gì? Dướng cái lát. Lên luôn, lên. Tôi đẩy mày lên ạ. Rồi, thôi mình kiếm lá nào bự nhất mày chặt đi. Ok. Chặt đi, tao đi về. Gì? Đủ rồi. Đủ rồi. Alo. Cái tôi này đi. Thôi nó chưa chặt em lá này nè. Lỡ lên nè. Lá dứa thì cũng có nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đổ vô trong này để ngâm cho một hồi mình nấu xôi lá dứa nha. Mấy bạn thấy nước nó lật lọt vô thôi chứ một hồi nữa mình hấp lên là nó sẽ ra màu xanh đậm hơn nha các bạn. Với lại mình ăn sẽ thơm mùi lá dứa. Bây giờ là tới cái khâu quan trọng nhất nha các bạn. Đó chính là để nếp vô và hấp. Thì ở đây mình có lót mấy cái miếng lá chuối. Xong rồi mình sẽ chùm cái khăn lên. Cái khăn đâu? Cái khăn này để làm gì ta? Dắt ra để dắt mấy cốt. Dắt cốt gì? Trời ơi, người ta ngăn nếp gớt xuống. Đúng rồi, thì nếp cũng ngăn thôi. Đó, để đây. Vậy đúng không? Đúng rồi. Xong cái mình bỏ nếp vô trong này. Mình hấp nha các bạn. Đó. Ok, vô. Để nếp vô. Ê, đợi. Vô nha. Ủa, bự với mày. Nè, xôi trong này nè. Ui. Rồi. Quế bên hấp. Ở một khoảng. Sáng giờ tụi mày đi đâu hả? Hai tao đi gan đậu phộng chứ đâu mày. Hai bay gan đậu phộng ở đâu mà sáng giờ tao không thấy. Đi ra cái chỗ cái cầu hổm bên em mình câu cá đó mày kia kìa. Cái gì? Ra ngoài luôn. Ừ. Đây ra ngoài là 2 cây số. Thằng bay đi ra tới ngoài gan đậu phộng tao bây về. Ừ. Có rảnh không? Dưới nhà thịt muốn chết luôn. Tao với Ngực ra ngoài cho nó thoải mái nè. Gió nó thổi nữa. Đúng ra mà cái cầu nó chống không, không có cái cây nào mà che luôn á, mình thoải mái gì ở ngoài. Mà được cái gió mát này ở nhà này mày thấy nực quá không? Hàng bay cũng rảnh lắm rồi đó. Rảnh gì thì chờ đăng clip này đi rồi mày coi hàng tao làm gì ngoài đó. Ừ. Lẹ ghê, bật bếp lên. Mình hấp cái này á tầm là 30 phút nha các bạn. Là xôi nó sẽ chín và anh em mình sẽ đem ra. Nhớ canh nha. Ủa? Sao có xỉu không mày? Sáng nhiều lắm mà. Cái đầu mày sáng giờ hai tao không dám ăn luôn á. Đừng có hồi mày. Ê. Miệng mày đang nhai luôn á. Tao ăn kẹo mà. Ăn kẹo gì? Đâu? Kẹo đâu nha canh ơi? Kẹo đậu phộng. Nè. Mày mà ăn hết á là mày tự đi mua cái khác đó. Còn nhóc kìa mày. Hai thằng bay nhiệm vụ ngoài này, canh cái nồi này. Vậy đưa cái gõ này cho tao. Ê, mày ăn cái gì? Vô mày. Rồi mua cái mới đi. Giận. Tao hồi hết luôn. Lẹ đi nha. Mấy thanh niên này trong thời gian rảnh rỗi đang giải trí nè các bạn. Này làm gì đây? Cái xấu nè. Ủa? Cái xấu này của tôi mà. Lấy quà lấy xấu. Của kênh Tâm Tay đó nha. Em quà lấy xấu trên tôi chơi. Chơi về không có hình phạt chơi chán lắm. Giờ chơi ai mà bị cắn bún lỗ tai. Bóp chơi không? Hả? Ông chơi không? Không, tôi nhìn thôi, xíu tôi chơi. Ông chơi, ông đưa hình phạt đi. Như vậy, nghe làm gì đây? Rồi. Dạ. Nãy kêu mày làm gì? Canh. Mày ngồi làm đang gì vậy? Đang canh mà, này. Canh gì? Hậu đó.
Tao đang tranh lúa gà nhờ. Một hồi mà nó khét là mày á. Mày phải kiểu như là mày phải chuyển động với tao á, để tao lắc cái nào thì mày phải lắc cái chó. Ok luôn nè. Ok nha, chúng mày nha. Đúng chèn, đúng chèn. Ok, chúng mày nha. Phải ấm mạnh đó. Để tao ngồi ghế á. Ờ, ngồi ghế, còn không ngạc không? Có sự đầu tư ấy trời. Rồi. 1, 2, 3. Wow, wow, nhịp, chuyên nghiệp với ta. Wow, wow. Wow. Rồi, ok. Ok. Oh. Đâu có gì ơi? Nó quay, nó sao rồi? Vậy? Gì á? Quay mặt mày không thành. Lặp lại nha. Khổ đi trời ơi, nãy giờ tao nhẽo. Thôi thôi, học lặp lại cái nữa đi. Cái nữa rồi. Ok, lặp lại nha. Bật lại nha. Thở ra. Bật 3 giây, bật 3 giây để tao biết rồi. Ok. Hẹn chào phải không? Ừ. Rồi, 3, 2, 1, nhảy. Wow, wow, wow. Đẹp quá. Wow, wow, wow. Wow. Quá đỉnh luôn. Đó, điện thoại tôi quay nét này lắm đấy rồi. Ừ. Đúng rồi, đúng rồi. Quay xong nhé, trả cắt xe anh ấy. Ok. Ok. Rồi, ok, được rồi. Ok, mở điện thoại đi, gửi qua anh ấy coi. Thôi, mệt quá, cho nó coi luôn đi. Vậy. Đâu. Gì vậy? Quay ra. Đây nha mày. Đây là cuộc chiến sinh tử nha các bạn. Thằng nào thua là nó ăn shit nha. Nhảy ra. Ngân ăn shit. Nguyên ngân. Im. Ngân ăn. Gật ăn nè. Gật ăn nè. Tình thế như này thì cái dừa bị ngay xin đi. Ui, ăn cức, ăn cức. A few moments later. Hồi nãy giờ là hơn nửa tiếng rồi nha các bạn. Bây giờ anh em mình sẽ dõi ra xem nó chính chưa rồi đem vô nha. Thấy không ạ? Số lên thứ ơi. Sao giống nãy vậy ta? Chính rồi, ở dưới á. Chính rồi, chính rồi. Đâu để thử coi. Mình cũng thử nha các bạn. Ừ, chính rồi. Được rồi. Ừ, chính rồi, chính rồi. Đem vô. Đem vô, đem vô. Cắm này luôn, cắm miếng này đem vô luôn. Wow. Nhanh đi, nhanh đi. Nè, em. Làm gì nữa? Rồi úp lại luôn, gỡ gì, lấy cái đem em mồi ấy ra. Cái đũa ra. Rồi, cho xíu qua đây. Ê, để thêm một lá lên nữa. Khoan, lấy cái đũa ra. Wow. Thì tiếp tục bây giờ mình là sẽ làm mẻ thứ hai nha các bạn. Mẻ thứ hai này cũng như mẻ đầu thôi. Giờ bỏ hạt nếp vô đây. Đừng chết. Trời, nước màu xanh nó bốc ra luôn, cho thơm. Lại đi. Thì xong rồi nhé bạn. Bây giờ mình sẽ chờ trong 30 phút hoặc hơn 30 phút luôn nhé bạn. Tại vì tùy theo cái số nếp mà bạn nấu nha. Bạn nếu mà nhiều nếp á thì các bạn cho thời gian dài một xíu. Ít thì bạn cho ít thời gian lại. Bây giờ mình sẽ làm muối mè để chấm xôi nha bạn. Các bạn canh chỉnh theo khẩu vị của mình nha bạn. Sau đó mình sẽ dằn thêm miếng muối nha bạn. Ngon rồi nha bạn. Như vậy thì mình đã làm xong một tô muối mè để chấm xôi rồi nha. Thì trong cái thời gian mà mình chờ cái xôi lá dứa chín thì bây giờ mình sẽ làm cái xôi trắng trước nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm xôi mít nha. Ok, đầu tiên là mình chọn một cái miếng mít đi. Đây, mình lấy miếng này nha. Rồi mình sẽ ngắt một cục xôi. Anh em nhìn tôi làm nè. Ngắt cục xôi. Ngắt cục xôi, do nó lại nha các bạn. Để mình do nó lại. Đây, đó, kéo dài dài á, đó. Đây, nó ra như vậy. Bây giờ mình sẽ lấy miếng mít.
bỏ nó vô đó, xong rồi kẹp nó lại. Một hồi mình sẽ lấy cái dừa nạo này mình sẽ rưới lên, xong cái mình lấy mè mình rưới lên, mình chấm vô muối mè nha các bạn, là lắm. Đưa tao thêm bao tao. Ê, mày khỏi làm đi đã. Sao vậy? Mày mà làm là hồi anh em không có mè giúp ăn luôn. Ủa, ăn bình thường mà, có gì đâu. Mày bị phong thấp đó, mày làm hồi ướt nhẹp cái bánh luôn sao? Đây mày. Rồi bộ nó bị phong thấp ăn hết của ông nội rồi bay hay gì? Không phải, tại vì sáng giờ mày làm mấy cái việc nặng rồi. Mấy việc nhẹ này cứ để anh em tao lo, đúng không? Thì không. Với lại tụi tao cũng không muốn bánh nó mặn, vì mè nó mặn sẵn. Gửi gì? Không gì gì. Đẹp không? Mày làm gì vậy? Thì làm tối đồ ăn rồi đi phá. Làm vậy ăn mới ngon. Đem ra làm lại. Mày không biết lẹ. Đây nha các bạn. Đây là thành phẩm xôi mít của mấy anh em mình nha. Đây chỉ là màu trắng thôi. Một xíu anh em mình sẽ làm màu xanh cho các bạn xem. Còn một phần mít dưới đó. Đây sao dư quá trời xôi vậy anh em. Cái này là ông ngâm nếp mà tôi có ngâm đâu, tôi biết đâu. À cái này thì mình tận dụng lại luôn nha các bạn. À, quay xong thì mình lấy mình chiên xôi ăn. Mỗi cơm xôi chiên chấm tương ớt. Thì hồi nãy giờ 1 tiếng đồng hồ rồi nha các bạn. Chắc cũng đã chín rồi. Kiểm tra thử coi. Rồi đây đã. Ôi. Wow. Ê nè nè ăn thử đã. Mà hơi hơi chín rồi mày ơi. Thử rồi thử rồi. Wow. Hồi chín rồi anh em ơi. Chín rồi đem vô đem vô. Cầm cầm. Cầm. Giờ đem vô làm tiếp nha các bạn. Vô. Wow. Ui lá chuối. Rồi. Ui dưới màu xanh. Vô. Tiếp tục là bây giờ mấy anh em mình sẽ làm mẻ xôi mít thứ hai nha các bạn, màu xanh. Ha là không luôn. Thì lần này làm cũng như lần trước thôi nha. Ok. Ok. Nóng. Đây. Ui nóng quá. Ui bóng ơi, đúng rồi, đúng rồi. Camen quay bóng khói rồi, camen. Đặng ở ngoài hoặc đó nha các bạn. Trời ơi. Trời ơi. Lâu. Đó, bỏ vô. Bóp miếng mít lại. Trời đất ơi là trời, ở đây quá trời người nực mà không quạt, quạt cho có một mình Ngân à. Thời tiết nực nổi dữ ta. Giờ đang làm xôi cái quạt chắc mát lắm ha. Ừ tao cũng nực nữa nè. Ồ kìa kìa quạt kìa. Ước gì có ai quạt trời. Ừ. Mày mệt quá để tao quạt cái bay hết luôn cho. Mệt quá. Lụi hai tay luôn rồi. Đây nha các bạn. Thành phẩm mẻ thứ hai xôi mít hương dứa đúng không ta? Đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ làm bước cuối cùng đó chính là rưới xôi dừa. Xôi dừa gì ông nói? Ủa lộn. Rưới dừa lên nha các bạn. Dừa bào. Đó, rưới lên. Wow. Thôi anh em nào ăn thì kẹp dừa vô. Mình hơi nhúng cái nắp lên. Chà 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 chà. Nó như núi tuyết các biết không? Núi tuyết á. Bên đây nữa. Đúng xỉ. Hồi sáng giờ, bây giờ cũng đã có thành quả rồi nha các bạn. Xôi mít của mấy anh em mình làm đây. Hả? Nhìn là ngon rồi đó, nhưng mà không biết ăn có ngon hay không thôi. Nhìn được chưa
Gì? Vô luôn chủ đề chính. Ủa hồi sáng sợ mà. Kìa. Sợ. Nhìn gì mà thấy sợ nữa không? Có ai nhìn gì mà sợ nữa? Mắt mắt kìa đẹp quá trời luôn. Làm từ 7 giờ sáng giờ là 4 giờ chiều nha các bạn. Mới xong tại vì nấu cái xôi nó tầm hai lần nó rất là lâu. Là 2 tiếng. Ừ hơn 2 tiếng. Cái là người làm màu cái này nữa. Màu lá dứa của nó nữa nha các bạn. Nói chung rất là cực. Nhiều công đoạn lắm bạn ơi. Đã với lại rồi. Cái chén muối mè là thấy là ngon rồi đó. Rồi tao. Giờ sáng giờ các bạn đừng có thắc mắc tại sao mà Thành Lát xuất hiện ít nha các bạn. Tại vì là anh Thành ảnh quay cho mấy anh em mình là làm nha. Đó, giờ mới xuất hiện nè, cho vô thưởng thức trước luôn. Ok, anh em ăn đi. Em xé bò bỏ cho anh Thành nha. Cho anh Thành ăn. Ăn mình cho Lâm với mày. Bồi bổ cho anh Thành nha. Gì anh kìa? Mày mày đứng phong thấp á, được rồi. Đó. Mày lấy bao tay đeo vô mày. Dạ. Giỡn giỡn. Thành, à, phải gắt muối nha, còn đắng thì khỏi gắt. Đây, trời ơi, đổ. Ăn là phải ăn như vậy nè, chấm vô anh Thành. Chấm vô nữa, đúng rồi. Rồi, lửa luôn. Đó. Có dừa ở trên đó nha các bạn. Mời bạn ăn nha. Cắn miếng mít luôn nha. Hết luôn nha. Trời. Wow. Rồi, ngập mồm luôn. Sao Thành? Từ từ, chưa nói được. Dính như keo giấy sắt kìa ông nội. Méo miệng luôn à. Dính như keo giấy sắt kìa. Trời ơi, quá. Đi. Sao anh? Ngon quá, con cục con quá hả? Cái gì vậy? Tại đầy miệng của nó không được. Tự em nói ngon quá vợ. Ngon quá đúng không? Nó nói đút cục bự gì ngon quá. Đút cục không hả? Nó chơi, nó chơi. Cục cái này chắc được. Rồi, anh em ăn đi. Lá dưới rất là thơm luôn nha các bạn. Nè, chấm. Đặng lấy bao tay coi. Rồi ăn. Mời bạn nha. Sao? Cảm nhận? Ngon chưa? Mới vô mới có vị muối mè chứ vị gì. Ok, nhai đi. Nhai rồi mới có. Nguyên á là chỉ có ngon. Ngon, ngon, không ngon. Đó, đủ nè. Ok, đủ nè. Ê, đủ nữa kìa. Ê, đủ nè. Ê, đi đi. Ê, rồi đi lại ăn lẹ đi, thấy đường nó bu lại. Mời bạn nha. Lắm. Nó dài. Dẻo kìa. Dẻo. Kỳ quá. Rồi bắp ăn luôn đi bắp. Ăn đó. Xong rồi cho cắm nghỉ nha mấy ông nội. Cái nhà đó giờ chưa ăn xôi mít lần nào luôn á. Chưa ăn đúng không? Hôm nay được ăn nè. Mời bạn nha. Bắp kêu ăn lần nào. Trời ơi cái mỏ. Ăn rồi mình bê gờ nữa anh cưng. Mày thứ dữ nữa rồi bác ơi. Trời nó sao? Ngọt. Nó ngọt. Nó ngọt đúng không? Ừ. Thì cái muối mè làm là phải ngọt, ngọt ngọt mặn mặn nha các bạn. Thơm mùi lá dứa với ngọt của mít. Ngon không? Ngon. Có này mở tiệm bán được. Em tưởng không ngon. Làm ở nhà mình ăn thôi chứ bán nhiều rồi. Bán gì từ sáng tới chiều có nồi xôi mà. Anh xíu có cuốn về cuốn mấy cục mà dư dư về cho mẹ anh đi cô cuốn. Được không? Mấy cùng mà dư á. Được không? Ngon. Cảm nhận. Cảm nhận là xôi thì nó béo béo. Dai không? Mít thì nó ngọt ngọt. Nó dai dai, dừa thì nó béo. Với lại cái muối mè này mặn mặn ngọt ngọt. Ăn vô nó hòa quyện, nó ngon lắm. Thì cái này nó ăn như là xôi mà chấm với muối mè thôi. Nhưng mà nó sẽ nâng cấp hơn là mình kẹp với miếng mít, hiểu không? Giống như xoài xoài á. Rồi mẹ ăn đi. Anh Thành, ý là anh Thành ăn á, anh Thành ăn, anh kêu Thành ăn á. Mày cũng vậy đó. Thôi ngồi ăn hết cũng vợ nè. Chưa ăn thì mày. Đốt, 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 ăn, ăn. Mời bạn nha. Mọi người nó nhỏ rồi nó ăn quá. Thấy sao? Rồi anh em làm cho tôi một miếng luôn đi anh em, tôi ăn luôn nè. Giờ mình sẽ làm cục xôi này cho nhã nha các bạn. Ăn cục này xong chắc tao quá nhập ma luôn quá ông nội. Rồi, ít thôi. Trời ơi. Đậu luôn. Đầy đủ luôn mà nè. Thuần tức bình luôn. Trắng cục này cái là quá đầy đủ rồi. Hết cục luôn nhỉ? Trắng sao? Ăn một cái là thiên luôn. Trên mặt thôi. Từ từ từ. Nhiều đường quá không được anh em ơi. Nhiều quá ăn tới thiên luôn á. Trời ơi, coi mỏ kìa. Chưa có mít. Rồi mướn mít luôn. Cái xôi nó vừa chín tới luôn nha các bạn. Dẻo. Cực kỳ dẻo luôn, cái lá dứa nó thơm. Ngon. Ăn mít nữa ngon nữa. Ừ, cái món này lâu rồi tôi chưa được ăn á.
Rồi sao? Ăn đã chưa? Đã rồi. No luôn rồi. Vậy mà không đã gì nữa. Sắp hết rồi. Vậy mà sáng than là sợ, sợ đi toilet đồ này kia, không ai ăn hết á. Ăn chưa? Thành lát cũng vậy nè. Xôi cúng. Hả? Cúng ở đâu? Cúng trong bụng hả? Trời ơi. À, quên, bây giờ anh em cho cái cảm nghĩ về cái món ăn mà sáng nhà mình làm đi. Nó có cực hay là gì không? Tao thấy á, làm cái món xôi mít này cũng khá là cực nha. Tại vì trong công đoạn đi nấu xôi nè. Đúng rồi. Đâu chờ đợi nữa. Giết mà tao đói luôn á, mà ăn này vô nó ốm rồi. Cái gì? Thôi tính ra nó nói gì? Tính nói quỷ giống luôn. Bộ đói ăn vô cái đói nữa hả? Anh Thành sao anh Thành? Thì món này á, mới đầu là anh tưởng không ngon, nhưng mà nó lại ngon không tưởng. Thì ớ, tại vì á, tự cái bàn tay mình làm ra, ăn nó sẽ ngon hơn, hiểu không? Biết sao ngon không? Sáng giờ đâu có ăn gì đâu, ăn nó vô mới lấy không? Chứ lẽ bây giờ anh em đi ăn rồi còn nhìn nó đâu ngon? Mà ngon sao? Ngon. Ngon. Ok. Ngon. Ok, ngon. Okay. Vậy đó hả? Ừ. Bắp sao? Cụm từ ngon y chang vậy thôi. Bởi hai cái bay lùn giống nhau đúng. Suốt đời với lùn. Ê, ý ông tự nhiên lùng ngon đó. Cái lùn. Ai lùn? Tự nhiên ngon cái ông cũng lùn luôn á. Tôi cao hơn có xíu à. Bà hửi nách cũng được á. Bà Thảo sao? Này thì nó thiệt cũng ngon nhưng mà cũng thì ngon là sao? Ngon ngon. Nhưng mà các bạn hãy dùng cái công thức này mà học theo để làm được cái món xôi mít này ngon. Thì mấy bạn làm ít thôi nha, mấy bạn đừng làm nhiều giống mấy năm mình làm chừng mười mấy hai chục cục hoặc cả trăm cục ăn là được rồi. Đó các bạn. Còn mày sao? Không ngon đúng không? Tuyệt vời. Không ngon. Đâu ngon đâu. Đặng nãy giờ nó không ăn cái nào luôn. Không ăn. Tới giờ nó cũng đâu ăn đâu. Nãy ép nó ăn nó cũng không ăn. Hôm nay ông ăn hết nữa. Ờ nó đâu ăn, rảnh nó không ăn nè. Thôi lỡ rồi, đừng. À ăn hết cục cố luôn đi. Thôi, đến đây thì anh em mình xin kết thúc video nha các bạn. Thôi khỏi khỏi khỏi. Nope. Đừng quên để làm like, nhớ vào đăng ký và nhấn vào chuông để ủng hộ mấy anh em mình nha. Ngon lắm nha. Đồng thời đừng quên xíu ra phải quay kim cương. Quay cái file nước quên nhớ rẻ tính, chất lượng. Quay càng nhiều luôn càng cao nha. Chính xác, quay càng nhiều, nổ hũ sẽ càng cao thôi. Rồi bây giờ thì anh em mình xin chào hẹn lại bạn, bye bye. Mời bạn nha. Mày.